Hello, xin chào mọi người đã đến với Mẹ Con Thư. Hôm nay mọi người cùng theo dõi một ngày của Mẹ Con Thư nha. Hey Ben, what's up? Hôm nay Kevin ở nhà, mẹ đi làm nha. I have a lot of work. Are you sure? Yeah, I will do it, don't worry. Okay, so listen. Don't go up to the stair, okay Kevin? Okay. Ôi trời ơi, con nhìn một bụng của mẹ nè. Oh my god, see? Are you posted on YouTube? Yeah. Are you okay? Kevin, I love you, baby. Love you more. Okay, hôm nay mình phải đi làm thôi. Mình không ở nhà với Kevin được. Okay, so hôm nay bắt đầu một ngày là 8. Bây giờ là 8 giờ rưỡi. Mình sẽ phải chạy bắn khói tới office đây. Okay, bye. Một ngày bắt đầu rồi đây mọi người à. Công việc của Thư tương đối bận rộn. Vì tính chất công việc là Thư phải tiếp xúc với bệnh nhân, cho nên là toàn bộ thời gian ở office hầu như Thư đều phải đeo face shield và phải đeo mask. Ngoại trừ giờ lunch thì mình được tháo ra thôi, còn lại là mình không được phép tháo ra. Và tất cả những cái công việc vệ sinh, những cái công việc nói chung là tất cả mọi thứ trong office đều phải rất là giữ vệ sinh tuyệt đối. Cho nên là thời gian này cũng hơi mệt mỏi mọi người. Có hôm nào bệnh nhân đông á, thì về nhà thì rất là stress. Nhưng mà không sao, công việc nào cũng vậy. Công việc nào cũng có cái khó riêng của nó thôi. Cũng có cái stress riêng của nó. Bên Canada thì cũng đang lần lượt chích ngừa COVID. Cho nên là Thư hy vọng là mọi việc sẽ kết thúc thật là sớm. Thì bên đây họ bắt đầu chích ngừa theo từng cái group, từng cái nhóm công việc đó mọi người. Thì có lẽ là bắt đầu tháng 4 là sẽ tới cái group của Thư chích. Tất nhiên là họ sẽ đi theo những cái nhóm công việc mà cái tính chất nguy hiểm, cái tính chất mà tiếp xúc với cộng đồng nhiều thì sẽ được ưu tiên chích trước. Cho nên là bây giờ ngoài việc chờ đợi thì không biết làm gì hết. Mình cùng nhau giữ vệ sinh và chờ đợi nha. Trong khi Thư đi làm thì Kevin ở nhà cũng bận rộn đây. Vì Kevin bị gãy cái xương vai cho nên là Kevin sẽ phải ở nhà, không có đi học cả tuần nay rồi. Nhưng mà ở nhà thì cũng học online rồi cô giáo cũng gửi bài cho học. Cho nên là ảnh cũng bận rộn suốt. Thì cũng nghe lời mom lắm, ngoại trừ thời gian học thì Kevin cũng đọc sách. Rồi cũng còn nhớ quay clip lại để cho mommy biết là mình có học nha. Vì ảnh biết tính mommy hay lo xa mà. Hello mọi người. Đây là bây giờ là mấy giờ? 6 giờ 45 buổi chiều. Và bây giờ Thư mới xong việc ở office đây. Okay. Đi đâu đâu thì họ cũng để những cái bảng này về vì cái COVID á. I don't keep 2 meter whatever. Những cái reminder. Gọi là những cái reminder để nhắc thì ta. See, ở đây thì đó, trong thang máy thì họ chỉ cho là 3 người thôi. Mỗi người đứng một cái ô vậy. Okay. We gotta go to G. Mình đi xuống tầng G rồi sau đó mình từ tầng G mình đi xuống cái tầng hầm để mà lấy xe. Sau hết một ngày làm việc. Hi. Exactly, exactly. Yes, I'm done. Number 3, I think. Okay, mình đậu ở cái back in 3.
cái parking tree thì mọi người thấy trong đây họ cũng để những cái reminder. So basically là everyone khi mà enter cái building này thì phải do screening ở cái lobby. Screening thì họ hỏi một vài câu hỏi, những cái câu hỏi là mình có đi travel, mình có close contact với ai không, rồi họ take temperature, something like that. Ok, bật tương đối kỹ ha. Bây giờ mình đi tăng P3. Hôm nay mình parking ở P3 thì sáng thì mình tới hơi trễ đó, thì không có chỗ ở P2, mình phải parking xuống P3. P3 tức có nghĩa là ở dưới lòng đất mà tầng thứ 3 luôn rồi đó. Nghĩa là dưới lòng đất một tầng, còn này là dưới lòng đất tầng thứ 3 luôn. Ok, bây giờ mình đi về đó. Ở đây vắng lắm mọi người. Thường khi mọi người thấy là giống như mình hồi xưa đó, thường nhớ là mình hay coi phim Mỹ á, thì mình nói ủa sao chỗ nào cũng vắng không à. Thì bây giờ đúng là vắng thiệt, vắng lạnh à ha, nhưng mà ở đâu cũng có camera hết cho nên là cũng an toàn lắm. Nhìn thì có vẻ như mình ở, như có lẽ là ở những cái nước đông như là đông dân như Việt Nam á thì nhìn vậy thì thấy hơi sợ sợ ha, nhưng mà anyway ở đâu họ cũng có camera hết. Ok thôi bây giờ mình về đây, mình tới xe của mình rồi. Ok, so bây giờ là 6:45 buổi chiều tối. Hopefully nếu mà đường không kẹt xe đó thì mình chỉ cần khoảng nửa tiếng, nếu mình chạy hai quầy thì nửa tiếng mình về tới nhà thôi. Nhưng mà nếu mà đường xe đông á thì then nó take lâu hơn. Ok, that basically là một ngày của mình mọi người. So một ngày của mình là như vậy. Thôi bây giờ mình đi về đây. Vậy đó mọi người, ngày của Thư từ 8:30 sáng đến 8:00 tối. Thư cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người luôn enjoy cuộc sống theo cách riêng của mình.